Cả nhà ơi, bữa nay em mời cả nhà ăn lẩu bò với em nha cả nhà. Bữa nay em làm biến nấu, đi mua một cái lẩu bò, xong rồi đi mua cái 20 trứng vịt nữa nghe cả nhà, về ăn. Không. Lẩu bò với 20 trứng vịt nữa là về ăn thôi chứ không có nấu nghe cả nhà. Bữa nay cuối tuần ăn vậy thôi. Nè, chào cả nhà nè. Hello, Ngọc Diệu vlog xin chào cả nhà nha. Chào các ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Chào các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu vlog nha cả nhà ơi. Bữa nay nguyên gia đình em ăn lẩu nha cả nhà, mà em không có nấu. Bữa nay em làm biến, em không có nấu. Nay ăn lẩu bò, đi mua lẩu bò. Bông thiên lý này thì bông thiên lý này của nhà em nghe cả nhà, em thả vô nhúng luôn. Với cải này thì rau này của người ta cho. Đây, rồi em thêm nữa, em ăn thêm nữa hộp vịt lộn cả nhà, bỏ vô đi. Em ăn giờ nó đầy quá, em ăn bớt cái này rồi xong rồi hả quay lại thả thêm hộp vịt lộn, em mua thêm 20 hộp vịt lộn nữa. Nhà chỉ có nhiêu người đó cả nhà mà ăn nhiêu đó. Ăn một cái lẩu rồi thêm 20 hộp vịt lộn nữa cả nhà. Cả nhà ráng đón xem cái cả nhà em ăn có hết không nha cả nhà. Dạ. Không thả bì này trước nè. Rồi mua cái lẩu cả nhà, nó cho được có nhiêu nè. Có nhiêu mì. Cho được có nhiêu mì về nhà cái là lấy mì gói ăn thêm, em không có mua bún. Cho nó sôi cho nó chín nha. Cho có cái chén cho chuột, con mua đi lấy cái chén mũ đi cái. Chén mũ cho chuột đi. Rồi nè, mì chín rồi nè. Xếp mì nữa đi. À, lửa bớt đi. Giờ xếp mì đi cái đầu. Mì bỏ vô đi. Chín rồi. Gấp vào đó, đứa gấp miếng đi, đứa gấp miếng đi rồi chan vô. Gấp trứng này cho đại ca Út coi. Có tiêu không? Trang cái đi, trang giật nước đi, cái đầu bỏ rau vô. Có ai ăn cơm thì lấy cơm bỏ vô. Còn mì đâu nữa đâu, mì vớt. Thôi giờ cũng chín rồi nghe cả nhà, mời cả nhà cùng ăn nồi lẩu với gia đình mì. Gắp đi con, gắp thịt ăn đi, gắp. Con bộ bà ơi, chú ăn mì với con. Thịt nóng nha. Để em gắp chén cả nhà ơi. Đúng quá. Mời các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn mì với em nha. Nay ăn lẩu với em nha cả nhà, ăn lẩu bò. Chưa có đâu ạ. À? Bỏ rồi. Chấm miếng. Nóng mèo nhảy á, nóng quá. Cầm chén này nóng thiệt chứ, cái chén này nó nóng hơn mấy chén kia đây, nóng dữ lắm luôn. Còn bò nữa nè, bỏ bông thiên lý vô nhúng ăn cả nhà. Hạ con hạ lửa miếng nữa đi Hoàng ơi, để không nó mì nó nở hết trơn sâu quá. Con khoai môn này chưa chín nha, đừng ai ăn khoai môn nha. Cái
mua miếng đậu hũ chạy tới đậu nóng tới đó trời. Ăn cục xương nhẹ bớt. Cái thành ít quá cả nhà. Ta bán được cái thành ít luôn. Trời, con rau má nó dài. Má này trồng nước thì nó dài quá. Nó được mấy cục xương á, thằng gặp cục bên nè. Quân nha, quà nè. Chú quách này mềm rồi đó. Mày thấy đâu hay không? Đi mua lẩu bò có xếp tóc heo á, mày thấy hay không? Cả nhà có sốc nhẹ không cả nhà? Đi mua cái lẩu bò mà đầu gói xương heo không à cả nhà? Có ai đi mua được cho tao không? Bò viên này đấy. Thịt nó mất tiêu hết trơn rồi. Này gì chặt, nốt cái gì nè. Nè, thịt nè. Chăm gái cục đó đi. Cục bự kìa, ăn không? Ăn không? Chê hả? Ừ, không, tao ăn, nó nhịn được. Mì, mì. Mì không? Ông lấy mì ra thêm nữa rồi. Ăn mì no, sáng học dịch đâu. Đổ mì để vô luôn quà. Mặt lớn lên, mặt lửa lớn lên nữa thì cha đổ vô rồi, nhóc nữa. Mì, cơm, mì con có ăn mì không? Ăn thì chảy lên đây, mệt không quá à? Ăn đi. Trời cạp nguyên cục thịt luôn rồi cả nhà. Trời ăn như heo. Lặn chứ hả? Lặn chứ vết nó lên hả? Mò lên. Ăn cục đậu hũ rồi. Nãy giờ kia ăn đậu hũ. Vậy nó bấy đâu con. Bò viên hả? Đâu hên, hên đâu còn cục bò viên cho cua chuột. Rồi ngồi ăn mì kìa. Ở nhà thấy chuột ngồi ăn mì kìa. Ở nhà thấy chuột ngồi ăn mì không nó?
gì cái hả? Thịt đâu nữa kia, hết thịt rồi, đợi trứng vịt đi, đợi trứng vịt đi nè. Còn mấy xương này, còn xương cũng nhiều quá nè. Nè, nãy giờ Quân chưa có cục xương hả? Cà phê ăn mì đó hả? Mì nè. Đấm. Rồi. Quân ăn nè. Cái đó mới mặn. Cái đó mới mặn đó. Hết mì rồi em. Đấm. Nè. Dạ. Con có mì nè. Ừ, từ từ. Ăn kiểu tề thiên. Trời ơi, mặc dù ăn mì kìa. Ăn một con láo. Ăn một con lớn láo rồi kìa. Cái ăn mì nó ăn vậy đó cả nhà. Đút muỗng nó không chịu ăn đó, nó bóc nó ăn vậy không đó. Ăn đi ăn như tề thiên vậy. Chụp cái chai lắm mấy cái. Mẹ nó chưa chín, chờ chút đi. Trời hồi nó bấy hết anh ơi. Không, cầm gì là hả họng xuống ấy luôn. Ăn tự nhiên nữa. Thôi bỏ cái. Không, quấn 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 mấy vòng. Ừ, quấn quấn gì đó. Dục quấn quấn đâu dục. Đó. Chia hết rồi em với anh, nhưng mà chia hết đâu. Cho em no lắm mà, ăn cháo này cũng no lắm. Ông ơi, ông thủ tiền đi. Không không. Lo thủ tiền đi, đặng mà chung cái chầu tao tới tao lãnh tiền YouTube. Có mẹ. Đặng mà. Đặng mà đãi tao ăn mà nói hứa chừng nào ổng hứa em á cả nhà, ổng hứa em á chừng nào bà ổng khi dễ em á, bà làm biết chừng nào được tiền cái đầu tới chừng em lãnh được tiền đó, chừng nào bà lãnh được tiền đi. Rồi ổng bao em chầu nhà chầu ăn á cả nhà. Chiếc này cho thủ chiếc này đi ăn sập quán luôn cho ông. Thì nó giao thủ tiền đi, cuối tháng này tôi rút nè. Ở bên đây chưa có nè. Ở bên đâu không được, yêu cầu tôi có là được rồi. Ăn Giang hả? Tính ăn Giang, Kiều Quân tính nó ngược, Kiều Quân. Tính nó ngược rồi. Giang quá. Để ăn lẩu bờ sông. Sài Gòn. Em làm cái ổng mới, bà làm biết làm kiểu như bà vậy, biết nào mới được tiền. Xong giờ tới em được tiền rồi, mới giờ ổng thua gì, ổng mới để ổng đẩy em đi ăn. Bà giờ chưa ổng đẩy em lãnh tiền đó cả nhà. Rồi tới chuyện ở dê chợ tới cũng chuyện rồi làm hết giữ nhỏ mà lo anh nằm con đứa nó rồi trời ơi tao mới bắt được con này mà chặt cái kia đừng có bắt cái trên.
chuyến này ăn không, chuyến này mẹ mà đi ăn cho ăn sập cái quán luôn cho ông. Ông có tiền ông thường cho ông bắt ông ở bệnh cửa xét luôn. Trời ơi, giết được chạy vòng vòng quá. Bắt bè đi ăn rồi, đi không? Cái gì? Đi ngoài nào? Cái này chứ đâu? Kìa, nhét chị ba kìa. Đó rồi, cái mèn lên. Con đá còn dưng dư ra đây ăn hết. Cắn quá. Mũi cắn quá, chạy rồi. Mũi cắn quá, nhảy rồi. Trời ơi, mũi lắm cả nhà. Rồi mày giết hết á, lụm thịt ăn đi con ơi. Bà nghĩ em nó dí vòng vậy nè. Thôi mình thôi trước đây nè. Ngủ. Ăn tao lụm luôn. À lụm chú Quân lụm hết luôn đi. À. Ai biết chưa hết. Thì nay giờ lụm chú Quân lụm hết đi chứ tôi thôi à. Lụm ai đi. Heo mập nhờ cặn. Này là heo mập nhà cặn nha cả nhà. Cả nhà ơi, em ăn hết rồi, ăn thịt nồi lẩu rồi cả nhà ơi. Ăn thịt nồi lẩu, ăn thêm mấy cái mì, 5-6 cái mì luôn á cả nhà. Thôi clip em cũng dài rồi, thôi em xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ chương trình, bấm cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Em bye bye cả nhà.